Cảnh sát Philippines cho hay là kẻ tấn công vào sòng bài tại Manila vào sáng ngày thứ Sáu theo giờ địa phương là một người nói tiếng Anh, da trắng, cao lớn và có ri Họ cho hay là người này mang theo một khẩu tiểu liên và dùng xăng để nổi lửa đốt sòng bài, gây ra đám khói độc mù mịt, làm chết ngợp ít nhất là 36 người. Tuy nhiên, đến chiều tối ngày thứ Sáu, cảnh sát cho hay là vẫn chưa biết người này là ai hay lý do vì sao người này lại mở cuộc tấn công vào khu sông bài resort World Manila, rồi sau đó chạy sang một khách sạn cạnh đó và tự tử bằng cách tự thiêu. Nhóm ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra cuộc tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát Philippines bác bỏ điều này, cho hay rằng đây chỉ là một vụ cướp thất bại. Cảnh sát cho báo chí hay là người đàn ông đã lấy số chip đánh bài trị giá hơn 2 triệu đô la và tránh không bắn người khi tiến vào sòng bài, chỉ chỉa súng bắn lên trần. Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines cho rằng hung thủ đã có thể bắn hết những người đang chơi nơi đây. Phát ngôn viên quân đội Philippines thì nói cuộc tấn công chẳng hề có dấu hiệu gì của khủng bố.